nay tôi sẽ giới thiệu với các bạn máy rang hạt MH01. Nồi rang hạt MH01 có công suất từ 2kg đến 2,5kg một mẻ tùy nguyên liệu. Sau đây tôi sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng máy. Bước đầu tiên chúng ta đi cân lạc. Chúng ta cân những hạt cân lạc. Bước tiếp theo chúng ta sẽ đổ lạc vào nồi để rang. Tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng. Đầu tiên chúng ta bật công tắc nguồn. Rồi chúng ta tiếp tục bật công tắc đảo. Và đây là điều chỉnh thời gian. Sau vài phút mình rang thì đã thấy có rất nhiều hơi nước bốc lên ở trên vung. Sau khi đã đạt thời gian, cảm thấy là đã xoạt được hết vỏ này, đã giòn thì chúng ta tắt máy. Chúng ta có thể để đảo thêm một chút cho lạc được giòn hơn.